Giáp xanh là bộ đội biên phòng Kiên Giang, giáp đỏ là Sóc Trăng. Giáp xanh đấm thẳng có hại. Hiện tại giáp xanh đang dẫn với 2 điểm, với 2 đòn đấm tay phải. Giáp xanh đá tới trên phải. Giáp xanh đã đánh ngã giáp đỏ. 3 điểm cho giáp xanh. Và có vẻ như giáp đỏ đang bị thương. Thank you.